Anh Hiếu ơi, Lan đây à? Em bấm cho cụ chứ? Vâng. Mà em bảo này, sau cứ giờ này thì anh bật sẵn điều hòa lên trước để em ngồi cho nó mát. Ok, thế bây giờ em đợi một tí, anh lên bật điều hòa trước cho mát rồi mình đi. Vâng. Ok. Chị ơi, sao giờ nào chị không đi, chị cứ chọn đúng cái giờ này để mà đi. Trời đánh tránh miếng ăn, người ta đang ăn uống nghỉ ngơi, chị ra bắt người ta chở đi. Thôi đi giờ nào là việc của tôi. Thế bao nhiêu xe chị không đi, sao chị cứ chọn đúng xe này để mà đi? Cô buồn cười thật đấy. Tôi đi xe gì là quyền của tôi, liên quan gì đến cô? Không liên quan đến tôi, nhưng mà liên quan đến anh ấy. Người yêu anh à? Ninh, vào kia ngồi đi, để anh làm việc. Em, mời em lên xe. Mày làm thế này, anh mất hết khách. Thế em sai à? Không sai, nhưng mà khách hàng là thượng đế. Bây giờ họ mà báo về công ty là anh mất việc đấy. Nhưng mà anh đang ăn mà. Thôi, từ ngày mai mày không phải mang đồ ăn đến cho anh nữa. Anh tự lo được. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Chị ạ. Ừ. Cái Ninh có nhà không ạ? Không, nó lên trường làm thủ tục nhập học rồi. Nó không nói với mày à? Không ạ. Thế vào nhà ngồi đợi đi, nó sắp về rồi đấy. Vâng. Hai đứa đang giận nhau đúng không? Đâu. Thôi không phải chối. Cả đêm hôm qua cái Ninh nó không ngủ tí nào đâu. Sao làm mành đúng không? Không. Hôm nay em sang là có việc khác. Việc gì? Tuần sau là sinh nhật bố đấy. Tao biết rồi, thứ tư. Em đang tính là sẽ lấy xe đón bố lên đây, rồi mấy anh chị em mình tổ chức sinh nhật cho bố trên này cho nó oách. Bố không thích thế đâu. Tao đang bàn với anh Nghĩa là rủ mọi người thứ bảy chủ nhật về quê tổ chức cho bố bất ngờ, hợp lý không? Sao không về đúng ngày? Tại vì hôm đấy là ngày thường, sợ mọi người đi làm đi học hết. Nhất là cái Ân ấy, nó không nghỉ được. Em sẽ lấy xe đưa mọi người về quê. Xe mày làm sao chở hết được? Đi xe khách thôi. Thôi cũng được. Thế tiện ăn cơm luôn nhỉ? Cái Ninh sắp về rồi đấy. Thôi, em ăn rồi. Em về đi làm đây. Ờ, thế về đi. Vâng. Dài thế. Anh đã xin lỗi rồi cơ mà. Nói gì đi chứ. Mắng anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng mà đừng im lặng thế này, anh sợ lắm. Anh ân hận, cả đêm qua không ngủ được đâu đấy.
Thế anh nghĩ đêm qua em ngủ được à? Thế không ngủ được, tại sao lại không trả lời tin nhắn, không nghe điện của anh? Anh Hiếu này, bây giờ mình đều là những người trưởng thành rồi. Em hỏi gì, anh phải trả lời em thật nghiêm túc nhá. Ok. Anh thấy em có vô dụng không? Không. Anh thấy em có phiền phức không? Không. Thế anh có thấy em rắc rối không? Không. Thế anh có biết lý do vì sao em lên Hà Nội không? Chỉ lên đây để đi học, đi làm kiếm tiền chứ còn làm gì nữa. Không phải. Mày đi trốn bố mày đúng không? Càng không. Thế mày lên đây làm gì? Em lên đây là vì anh nên ở vô tâm. Em không yên tâm để anh ở trên này một mình. Anh có phải trẻ con đâu mà phải đi theo như thế. Từ bé đến lớn không lúc nào là em không ở bên cạnh anh. Bà và anh chính là nguồn sống của em. Nhưng mà hình như trong mắt anh ấy, em chỉ là một đứa con gái vô dụng, lắm chuyện, phiền phức, lúc nào cũng gây phiền nhiều đến anh. Em có là người yêu của anh. Anh nói gì cơ? Anh yêu em. Chết em quá, em khó thở. Từ bây giờ mình chính thức yêu nhau rồi. Anh phải chiều theo những gì em muốn đấy nhá. Mày muốn gì anh cũng chiều. Điều thứ nhất, anh phải thay đổi cái cách xưng hô cục xúc của anh đi đã. Phải gọi là em xưng anh, có chưa? Anh biết rồi. Thứ hai, nói lại câu vừa rồi 5 lần. Câu gì? Câu anh yêu em ý. Nói đi. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Nói to lên, thật lòng vào. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Thứ ba, bây giờ em đói rồi, em muốn đi ăn bánh tôm Hồ Tây. Đơn giản. Xin mời.